Tôi thì tôi muốn cổ động, cổ suý cho cái chuyện bạn vươn tới thành một freelance photographer, là bạn tự do làm cái bạn muốn, là freedom to, freedom from, freedom to, thêm một cái freedom thứ ba nữa là được tự do lựa chọn trong hai cái này. Bạn có tự do nha, bạn có tự do lựa một trong hai cái này. Xin chào các bạn. Hôm nay mình nói về cái chủ đề nghe rất là kêu nhưng mà nó cũng gọn gàng trên nội, không đến nỗi như bạn nghĩ, là sự tự do. Okay. Cái tự do đây không phải là tự do theo cái nghĩa là tự do chính trị hay tự do về kinh tế đâu. Cái tự do là tự do trong vấn đề nghệ thuật. Okay. The freedom của người photographer. Thì theo tôi đó bạn, trong ngữ cảnh nhiếp ảnh các bạn đang làm việc ở Sài Gòn tại thời điểm hiện tại á, lý do tôi phải nói là vì các bạn hay đặt câu hỏi này và tôi nghĩ là bạn này, những bạn này cần phải xác định rõ cái gọi là tự do trong nhiếp ảnh của mình. Đầu tiên khi nói tới tự do, tôi nói tới hai vấn đề. Thứ nhất là tự do, tôi gọi là freedom from và freedom to. Freedom from có nghĩa rằng là bạn bị trói buộc bởi cái gì đó, ràng buộc, và bạn cố gắng thoát khỏi nó, gọi là freedom from. Còn freedom to tức là bạn không bị gì hết, trước mặt bạn có những cái sự lựa chọn này, và cái sự lựa chọn nào đó trong những cái option đó bạn lựa được, thì cái đó gọi là bạn được tự do làm việc. Thì tôi nghĩ rằng là photographer sẽ có hai dạng đó. Cái dạng đầu tiên kiếm rất là nhiều, bởi vì tôi gặp gặp khá nhiều nên tôi phải nói, là freedom from. Có nghĩa bạn hỏi tôi thế này, tôi có nói rằng là chụp hình không quan trọng mấy hình, tại vì photographer thường biết chuyện đó là máy nào chụp cũng đẹp. Sự thật là đúng như vậy, tại vì bạn nhớ hồi tôi bắt đầu chơi nhiếp ảnh chụp 20D, ai chụp 20D mà tôi chụp đâu, thì vẫn ra thương mại, vẫn kiếm tiền ào ào, vẫn người ta vẫn ra những hình đẹp mà. Mà bây giờ bạn mà gặp mọi người nói mày chụp mấy hình gì, nói 20D, nói what, 20D là cái gì vậy, thì gì tao nghe hết trơn vậy, right? Thì tại vì bạn chưa sống cái thời đó thôi, nó vẫn có hình đẹp mà. Thậm chí bây giờ hình của tôi portfolio rất nhiều hình 20D, thậm chí 10D nữa kìa. Thì cái tôi đang nói là bạn đi làm việc, cái bạn bị những người mà mướn bạn hỏi mày chụp máy gì, mày phải có máy này thì mày mới chụp được. Có nghĩa là bạn bị ràng buộc. Bạn bị ràng buộc là bạn không thoát được cái đó, bạn phải có thoát khỏi cái sự tự do của mình. Bạn không được tự do lựa máy hình. Và bạn nói mày phải có này. Ok, thì cái người photographer trong cái dạng đó, tôi dùng cái chữ là free, bị ràng buộc. Bạn đi ra ngoài rồi bạn đi làm việc cho người ta rồi bạn bị này. Tôi thì tôi muốn cổ động, cổ suý cho cái chuyện bạn vươn tới thành một freelance photographer, là bạn tự do làm cái bạn muốn, là freedom to. Thì làm sao bây giờ thì bạn đó là freedom from, freedom to, thêm một cái freedom thứ ba nữa là được tự do lựa chọn trong hai cái này. Bạn có tự do nha, bạn có tự do lựa một trong hai cái này. Thì nếu bạn đi con đường mà làm việc cho người khác là bạn phải chấp nhận cái chuyện bạn bị ràng buộc và bạn thích nghi trong cái sự ràng buộc đó. Ok, cái giá phải trả là gì? Cái giá phải trả là bạn không có được tự do trong vấn đề sáng tạo. Cái studio họ mướn bạn, họ sẽ muốn bạn có shot này, bạn phải làm. Và mỗi cái shot, mỗi cái show như vậy, bạn có bằng này tiền thù lao, that's your job, I pay you, you do it, tôi trả tiền mày đi làm đi, có vậy thôi. Thì về mặt nào đó thì tôi có thể dùng cái từ đây, bạn vô tình bạn biến mình thành là thợ chụp hình. Cái người là cái người, người thợ là gì? Người thợ là người technician, có nghĩa rằng là cái làm bằng này việc rồi xong cái đi về, làm cái việc chuyên môn nhưng mà làm bằng này việc cái đi về cái xong, bạn bận tâm gì nữa. Thì cái giá phải trả là bạn lương bạn thấp, bạn không có sự sáng tạo trong nhiếp ảnh của mình. Đổi lại cái gì? Đổi lại bạn có một cái sự ổn định. Ok, bây giờ tôi nói chuyện qua cái người là freedom to, người được làm công việc mình thích. Thì cái số này không có nhiều, cái số này tại vì tại sao không nhiều là vì tính theo kinh tế xã hội nữa. Có nghĩa là bây giờ một cái xã hội mà trong đó bạn phần lớn chúng ta phải lo về cuộc sống nhiều, chỉ có một số ít là có được bảo đảm. Câu này hơi nguy hiểm, thông cảm. Nhưng mà đó là sự thật các bạn. Là bạn thấy tại sao sự phát triển
của những cái studio là do tính theo xác suất cộng đồng nhiều người cần. Còn mấy người mà làm nhiếp ảnh theo nghĩa như tôi chẳng hạn, tức là có một cái tiêu chí, cái tiêu chuẩn về nhiếp ảnh, anh phải chụp cái này, cái này thì phải ok được, phải làm cái này, cái này nó mới vô được. Nhưng mà tôi quyết định đó là freedom to, tôi được làm cái tôi muốn làm. Và những người yêu thích nghệ thuật sẽ chọn tôi và để tôi có cái tự do. Ok, tôi tin cái nhiếp ảnh của anh được tự do sáng tạo, anh muốn làm gì anh làm, tôi chỉ có trả tiền. So, cái giá phải trả là mặt tôi không có sự ổn định, tức là tôi phải có khách hàng nó không nhiều bằng cái nhóm kia, nhưng mà bù lại là tôi có cái hạnh phúc là tôi làm được cái mình muốn và cái đó tôi cần. Và cái thứ nhì nữa là cái thù lao sẽ rất là cao, gấp 5, gấp 6, gấp 10 lần nữa kìa. Nhưng cái loại tôi chụp cao rất là cao, mà khách hàng nó không có nhiều, sao mà cái sự ổn định nó sẽ không có. Cho nên đó là tùy bạn, và bạn có một, tôi có sự lựa chọn, tôi chọn này hay thế này. Ok, thì dĩ nhiên là tôi không cố tình đưa bạn vô một cái ngữ cảnh là bạn phải phải hay trái, đúng hay sai, được hay không, trắng hay đen. Cuộc sống vô cùng đa dạng, tôi đã vạch cho bạn hai con đường rồi, thì bạn đừng có quá là căng thẳng cho vấn đề này. Bạn nên xê dịch đâu đó chính giữa cũng chẳng ai chết. Ví dụ như vậy. Ví dụ giờ bạn nói ta đang kẹt tiền, cái gì ta phải chụp cái này, mà tao chụp có cái show này rất là đặc biệt, tao phải chụp cái này, hay là đâu đó chính giữa, tùy theo cái mức độ commitment của bạn, tùy theo cái giới hạn của bạn đó. Không, cái này vượt quá sự chịu đựng của tao, này nó rất là vô lý, tao không làm. Bạn phải đủ bản lĩnh quyết định cái chuyện tự do của mình chứ. Và bạn nói không, cái này tao muốn chụp lắm, ví dụ vậy, bạn phải quyết định chuyện đó luôn. Thì đừng có đưa mình vô được. Nói chung là tôi nghĩ là quan trọng nhất đó là bạn phải linh hoạt, linh động, flexibility. Photographer được cái lợi đó, họ không ai biết bạn có bao nhiêu thời giờ, không ai biết cái chuyện đó. Cho nên là ví dụ như tôi đang ngồi, tôi nói hôm nay mình đang rảnh làm cái này, lúc này tôi rất là bận, này tôi không làm được, tôi phải làm cái này. Ok, thì bạn sẽ thấy rằng là tùy theo cái ngữ cảnh, hoàn cảnh, thời gian, kinh tế nữa cho phép. Số bạn nên lựa. Cái chuyện bạn lựa đây nó sẽ nói lên cái quyền của bạn, là cái quyền tự do lựa chọn của mình. Mình được lựa chọn cái photography của mình. Còn trong khi làm việc, bạn luôn luôn nghĩ đến cái chuyện, cái hướng đi sắp tới của mình lâu dài, về sau lâu dài, là bạn nên đi theo con đường freedom too, vì nó sẽ làm cho bạn hạnh phúc. Vì không có gì sướng bằng mình làm cái mình muốn, có ý nghĩa mà không ai ràng buộc mình hết, mình làm chủ cuộc sống của mình, cho nên mình phải phấn đấu tới đó. Còn bây giờ mình đang bắt đầu thì mình rất là vật lộn. Ok, thì nên đi theo cái đường. Bởi vì tại sao? Đối với tôi, freedom too là định nghĩa người photographer, người làm công việc nghệ thuật. Không có gì, tất cả người làm việc đều như vậy hết. Tôi đang nói chung luôn á, kể cả nhạc sĩ, ca sĩ, kể cả tự nhiên ca sĩ hát cái bài nó bắt mình phải hát à, thì nó muốn hát đâu. Một ca sĩ bước ra sân khấu, cái bài nó không thích hát, nhưng mà tại vì không biết vì lý do gì mà khán giả thích ảnh hát cái bài đó. Đó, chuyện đó tôi nghe có thật, tại vì tôi nhớ là tôi dẫn chứng một cái chuyện rất có thật, là bạn nào yêu nhạc rock thì biết ban nhạc The Who. Thì có một cuộc rất là lạ, là có một cuộc phỏng vấn ban nhạc The Who, họ thì ca sĩ trả lời rằng cái bài tao có thích hát đâu mà tại sao ai cũng bắt tao hát. Là cái bài, tôi nhớ cái bài là bài gì Riley, tôi quên cái bài rồi, mà đại khái là tao không thích hát bài đó, nhưng mà bài đó làm cho họ nổi tiếng nên mỗi lần trình diễn họ phải hát, cho nên là họ bị commitment là cái này là khán giả muốn, tao đâu có muốn đâu. Đó là commitment, sở tùy bạn. Nhưng mà cũng may là nó hát nhạc, nó sáng tác đó, cũng may đó, nó hát cái bài nó không hát còn chán nữa. Cho nên đó là kết luận là bạn nên tới cái chuyện là freedom to do what you want. Bạn được, nên vươn tới cái chuyện được làm, tự do được làm cái mình muốn làm. Còn hiện giờ nếu bạn không được thì bạn nên cố gắng thích nghi và vươn tới cái mình muốn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.